Vụ thảm sát 5 người ở Sài Gòn, trước khi bị bắt, nghi phạm gọi điện cho mẹ đòi cưới vợ. Mẹ của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình cho biết, trước khi bị bắt, Tình đã gọi điện về cho bà và nói muốn cưới bà lo cưới vợ cho mình. Liên quan đến vụ thảm sát 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh, 46 tuổi, ở quận Bình Tân, chiều ngày 21 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi, ở An Giang để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nghi phạm gây án một mình với mục đích là cướp tài sản và trả thù. Theo lời khai, ngày 12 tháng 2, 27 Tết, gia đình bà Hồng tổ chức tất niên cho các công nhân thì Tình xin ngủ lại qua đêm. Rạng sáng, khi gia đình bà chủ yên giấc thì nghi phạm lấy dao bấm giấu trong người để ra tay sát hại từng người. Do bị các nạn nhân chống cự, nghi phạm bị thương ở tay. Sau đó, anh ta xuống bếp lấy thêm dao để ra tay tiếp. Gây án xong, Tình đến bệnh viện quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh băng bó vết thương. Sau đó trốn về huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, ẩn náu và bị cảnh sát bắt. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, cha của nghi phạm, ông Nguyễn Hữu A, kể, con tôi không gây gỗ, đánh nhau, trộm cắp gì của ai, nhưng bản tính ngang tàn, lầm lì, thích sống tự lập. Năm lớp 6 nó đã vừa học vừa đi bán vé số, sau đó nó chuyển qua bán gương sen tại các quán nhậu. Nhiều lần tôi bắt được nó từ tiệm game lôi về nhà đánh bầm tím cả người, nó cũng không nhúc nhích. Phản ứng gì, cứ đứng vậy cho đánh. Vừa học xong lớp 9 là nó bỏ nhà đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng biết nó làm cái gì, gặng hỏi thì nó nói làm ở tiệm lớn lắm. Có lần nó điện cho tôi xin cái xe Honda, nhưng khi tôi yêu cầu phải cho cha mẹ biết con làm gì, ở đâu thì mới hỗ trợ cho cái nọ cái kia, thì nó tắt máy. Mẹ của Tình, bà Trần Lâm Ti, dàn dụ nước mắt khóc nói với phóng viên, hôm tối 30 Tết, lúc đó khoảng 20 giờ, tôi nhớ nó nên điện thoại cho nó, nói được mấy câu thì máy hết tiền. Nó điện lại bảo con có tiền mẹ cứ nghe thoải mái. Rồi nó nói tôi cưới vợ cho nó, tôi nói tiền đâu mà mẹ cưới vợ cho con. Nó nói con, bảo vệ cho mẹ mười mấy năm rồi. Ý nói là lo cho mẹ, bây giờ mẹ phải lo cho con. Sau đó nó hỏi chuyện làm ăn, Tết ở nhà ra sao. Có một số câu nói của nó bây giờ nhớ lại, tôi có cảm giác như trăn trối điều gì. Ông Nguyễn Ngọc Phát, tổ trưởng tổ an ninh số 9 của ấp Cây Me, cho biết Tình từng tụ tập với nhóm bạn tụ tập hút chích nên bị cha la rầy và đánh đòn. Thanh niên này sau đó bỏ học để bán vé số, rồi làm phụ xe khách ở nhiều nơi. 2 tháng trước Tình về quê khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự nhưng không trúng tuyển nên đi Sài Gòn làm thuê. Nếu trúng tuyển thì qua Tết này là lên đường nhập ngũ, ông Phát chia sẻ. Trượt tuyển nghĩa vụ quân sự, Tình vào làm công cho gia đình ông Mai Xuân Chinh là chủ cơ sở gia công máng xối inox. Ngày 27 Tết, ông Chinh làm tất niên, các công nhân khác đã về quê, chỉ có nghi phạm ở lại chung vui và sau đó đã xảy ra thảm sát. 2 ngày trước, khi không thấy các thành viên trong gia đình ông Chinh ra vào, người dân đường số 7, phường Bình Hưng Hòa nghi có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát. Phá cửa xông vào, lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong. Trên thi thể các nạn nhân đều có nhiều vết thương chảy máu. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Mai Xuân Chinh, 46 tuổi, vợ là bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi và 3 người con. 2 gái 1 trai là Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi. Được biết, gia đình ông Chinh đã định cư ở đây hơn 10 năm nay. Ông Chinh làm nghề gia công máng xối inox, họ làm ăn lương thiện, sống khá hòa đồng với láng giềng, không xích mích với ai. Trước căn nhà xấu số, ngày mùng 3 Tết, một bàn thờ nhỏ được lập để bà con lối xóm và bạn bè qua thắp nhang chia buồn cùng gia đình. Tờ giấy nhỏ ghi tên từng thành viên trong gia đình đoản mệnh đặt giữa bàn, Mai Xuân Chinh, chồng, Mai Thị Hồng, vợ, cháu Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, cháu Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và cháu Mai Huyền Diệp, 5 tuổi. Bó nhang, hộp quẹt đặt sẵn cho những người tới viếng. Một tờ giấy ghi dòng chữ đỏ dán ở góc bàn để mọi người tới viếng đều nhìn thấy, không nhận tiền. Ông nội nghi phạm giết 5 người, khi nó bị tử hình, gia đình dứt khoát không nhận xác về chôn. Một tuần qua, cha mẹ và chị gái của Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi, người vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố hành vi giết người trong vụ sát hại 5 người ở quận Bình Tân không đi đâu xa.
Họ chỉ quanh quẩn trong căn nhà nằm ven sông Mạc Cần Dương ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang. Ông nội của Tình cũng từ huyện Chợ Mới sang đây. Hàng ngày, ông cùng cha Tình qua chùa Vạn Linh để nhờ sư trụ trì đọc kinh cầu siêu cho năm thành viên trong gia đình nạn nhân Mai Xuân Chinh, 46 tuổi. Tội của nó trời không tha. Cha Tình kể, con trai ông học hết lớp 9 cách nay 3 năm thì không học nữa dù có viết đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Lý do Tình bỏ học sớm là bị ông la mắng, thậm chí đánh đòn khi thấy con trai ham chơi, tụ tập với đám thanh niên xăm mình. Hút chích dưới chân núi, lật học bạ cấp 2 của Tình, phóng viên ghi nhận lớp 6 thanh niên này là học sinh tiên tiến. Còn lại là trung bình. Nhận xét về hạnh kiểm, giáo viên chủ nhiệm thường phê bình Tình chưa thực hiện tốt nội quy và cần thực hiện tốt nội quy. Sau khi nghỉ học, Tình bán vé số, hạt sen rồi làm phụ xe khách. Trước khi vào nhà ông Chinh làm thợ gia công máng xối inox. Tình về quê khám sức khỏe theo lệnh gọi nhập ngũ nhưng không trúng tuyển vì một mắt bị cận thị. Nước mắt giàn giụa. Mẹ Tình nói, con tôi mê chơi riết rồi nó khùng hay sao, nỡ lòng giết cả gia đình người ta. Tội của nó trời không tha. Chết 10 mạng gia đình cũng không tiếc. Theo người mẹ, do ham chơi nên cha Tình từng làm đơn yêu cầu chính quyền địa phương đưa con trai đi giáo dưỡng. Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, Tình điện thoại cho bà nói rằng muốn cưới vợ, qua một số chuyện không đầu không đuôi sau đó của con trai. Người mẹ linh cảm có điều gì mà Tình muốn nói nhưng thanh niên này sau đó tắt máy. Mãi đến chiều tối mùng 1 Tết, trưởng công an ấp đến nhà đưa tờ giấy in ra từ báo mạng, với nội dung Tình là nghi can giết 5 người thì gia đình mới hay cơ sự. Lúc đó tôi rụng rời chân tay, đọc không hết bài báo thì nằm vật ra, con gái tôi đang học đại học, hay tin cũng suy sụp tinh thần. Nó quyết định tạm nghỉ học, mẹ Tình nói, sợ bị trả thù, lo sợ người thân của nạn nhân sẽ tìm đến An Giang trả thù. Chị của Tình không dám ở nhà cha mẹ ruột mà sang nhà nội, ngoại tá Túc. Cha mẹ Tình cũng không dám đi đâu xa, việc mua bán trái cây của gia đình cũng ngưng vì mẹ bị can không đủ tự tin nhìn mặt mọi người. Những ngày qua thông qua báo chí, cha mẹ và ông nội của Tình gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Ông nội bị can Tình nói, đau lòng cho Tình ít. Đau cho cả nhà nạn nhân là rất nhiều. Tình chết 10 mạng cũng không bù đắp được tội lỗi. Khi nó bị tử hình, gia đình dứt khoát không nhận xác về chôn. Trả lời PV, luật sư Nguyễn Văn Đức, đoàn luật sư TP Cần Thơ cho rằng từ Lê Văn Luyện đến Nguyễn Hải Dương và gần đây là việc gây án của Tình. Cho thấy hành vi của các hung thủ gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết tăng nặng, định khung đó là phạm tội đối với nhiều người. Phạm tội với trẻ em. Vì vậy, hình phạt cao nhất dành cho họ là điều khó tránh khỏi. Các hung thủ này nằm trong lứa tuổi thanh niên. Thành phần lao động phổ thông xa nhà hoặc thiếu sự quan tâm, giáo dục của người thân, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc cần tiền để ăn chơi. Cờ bạc, có lối sống đua đòi. Trong xã hội hiện đại, quyền sống, quyền con người đặc biệt được quan tâm. Vì vậy, trách nhiệm không thuộc của riêng cá nhân hay tổ chức nào mà của cả cộng đồng phải tích cực vào cuộc. Vấn đề xử nghiêm để răn đe chỉ là phần ngọn nhưng chúng ta chưa thật sự quan tâm đến phần gốc. Thậm chí đầu tư chiều sâu về công tác tuyên truyền, giáo dục về nhân cách, đạo đức, pháp luật để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Luật sư Đức nêu quan điểm. Ngày 30 Tết, khi không thấy các thành viên trong gia đình ông Chinh ra vào, người dân đường số 7, phường Bình Hưng Hòa nghi có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát. Phá cửa xông vào, lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong. Trên thi thể các nạn nhân đều có nhiều vết thương chảy máu. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Mai Xuân Chinh, 46 tuổi, vợ là bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi, và 3 người con. Hai gái một trai là Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi, và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi. Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, nhà chức trách đã phát họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Trong đêm giao thừa, ngoài lực lượng công an địa phương, hàng chục trinh sát tinh nhuệ của Cục Cảnh sát Hình sự C45, Bộ Công an cũng được huy động vào cuộc. Đến trưa mùng 1 Tết, nguồn tin phát hiện Tình đang ẩn náu ở Cần Giuộc, Long An. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát đã bắt được Tình. Sau khi sát hại cả gia đình ông Chinh, Tình cướp nhiều tài sản gồm xe máy, laptop, điện thoại di động, nữ trang bằng vàng mang đi. Mẹ nghi phạm nói tội nó trời không dung.
Để hiểu rõ hơn về thân nhân của Nguyễn Hữu Tình, nghi phạm trong vụ sát hại 5 người ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sáng 20 tháng 2, phóng viên Tiền Phong tìm về xã Châu Lăng, huyện Tri Ân, tỉnh An Giang. Giá như nó trúng tuyển nghĩa vụ. Ông Nguyễn Tân Phát, trưởng công an xã cho biết gia đình Tình từ chợ mới An Giang chuyển về sinh sống tại ấp An Lộc, nay tách ra gọi là ấp Cây Me, từ năm 1994. Ban đầu họ làm ruộng, sau đó cầm cố ruộng đất được khoảng 100 triệu đồng ra làm ăn. Chồng, ông Nguyễn Hữu A, sinh năm 1974, chăm sóc cây cảnh cho một ngôi chùa gần núi Cấm. Mẹ là bà Trần Lâm Tê, sinh năm 1977, mua bán trái cây ở chợ. Nhà có hai chị em, Tình là Út, chị của Tình đang học một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một gia đình sống hòa đồng, biết lễ nghĩa. Người chồng thường hay lên uống cà phê ở quán đối diện Ủy ban Nhân dân xã. Tình nghỉ học từ lớp 9, chưa bao giờ nghe nói nó đánh nhau rượu chè, nhưng nó lì lợm, ngố ngáo và nổi tiếng vì chơi game. Nhiều lần cha nó dạy bảo không được, lên nhờ công an xã can thiệp, thậm chí ông còn viết đơn xin chính quyền và ngành chức năng cho nó được đi cải tạo, nhưng nó chỉ mê game, làm sao đưa nó đi cải tạo được, ông Phát chia sẻ. Bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Lăng, ông Phan Minh Hiền cũng có nhận xét tốt về gia đình Tình khi nói cha thì làm ở chùa, mẹ mua bán trái cây ở chợ, chị gái là một sinh viên giỏi được nhận học bổng tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung, gia đình này không vi phạm pháp luật hay làm điều tiếng gì ở địa phương, bản thân Tình cũng chưa có tiền án tiền sự. Khi nghe nói nó sát hại cùng lúc 5 người trong một gia đình, tôi và nhiều người hết sức bàng hoàng không tin nó lại làm điều kinh hoàng đó. Tháng 12 năm 2017, vừa rồi nó rớt nghĩa vụ quân sự vì thấp bé nhẹ cân, có thể sau khi rớt nghĩa vụ quân sự, nó xin vào làm ở xưởng inox. Tôi nghĩ nó như trẻ trâu kiểu con nít, ai nói nặng nói nhẹ thì tự ái. Giá như nó trúng nghĩa vụ quân sự thì chắc đời nó sẽ khác. Bí thư Hiền ngậm ngùi. Mẹ nghi can nói gì? Phóng viên tiếp tục tìm đến nhà cha mẹ của nghi phạm Nguyễn Hữu Tình. Đó là một gia đình nghèo, ngôi nhà nhỏ với mái tôn, vách tôn nằm mong manh cạnh con kênh mặt Cần Dân, còn gọi là kênh 8000, thuộc ấp Cây Me. Trên vách nhà treo rất nhiều giấy khen, bằng khen dành cho chị gái của Tình qua các cấp học, riêng Tình thì không có. Học bạ cấp 2 của Tình chỉ có lớp 6 là học sinh tiên tiến, còn lại là trung bình. Tuy nhiên, môn tin học đạt điểm khá cao từ 7,0 đến 7,3 qua các năm học. Nhận xét về hành kiểm của giáo viên chủ nhiệm, hầu hết đều có câu chưa thực hiện tốt nội quy hay cần thực hiện tốt nội quy. Cha của nghi phạm, ông Nguyễn Hữu A kể, con tôi không gây gổ đánh nhau trộm cắp gì của ai, nhưng bản tính ngang tàn, lầm lì, thích sống tự lập. Năm lớp 6, nó đã vừa học vừa đi bán vé số, sau đó nó chuyển qua bán gương sen tại các quán nhậu. Nhiều lần tôi bắt gặp nó từ tiệm game lôi về nhà đánh bầm tím cả người, nó cũng không nhúc nhích, phản ứng gì, cứ đứng vậy cho đánh. Vừa học xong lớp 9 là nó bỏ nhà đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, chẳng biết nó làm cái gì, gặng hỏi thì nó nói làm ở tiệm lớn lắm. Có lần nó điện thoại cho tôi xin cái xe Honda, nhưng khi tôi yêu cầu phải cho cha mẹ biết con làm gì ở đâu thì mới hỗ trợ cho cái nọ cái kia thì nó tắt máy. Mẹ của Tình, bà Trần Lâm Tê, giàn giụa nước mắt khóc kêu với phóng viên rằng con tôi nó nghiền game riết rồi nó khùng hay sao, con nỡ lòng nào sát hại cả gia đình người ta, mẹ đâu cho con một, đâu cho nhà người ta 10, con ơi là con. Bà Tê kể, hôm tối 30 Tết, lúc đó khoảng 20 giờ, tôi nhớ nó nên điện thoại cho nó, nói được mấy câu thì máy hết tiền, nó điện lại bảo con có tiền mẹ cứ nghe thoải mái, rồi nó nói tôi cưới vợ cho nó, tôi nói tiền đâu mà mẹ cưới vợ cho con. Nó nói con bảo vệ cho mẹ mười mấy năm rồi, ý nói là lo cho mẹ, bây giờ mẹ phải lo cho con. Sau đó nó hỏi chuyện làm ăn, Tết ở nhà ra sao. Có một câu nói của nó bây giờ nhớ lại, tôi có cảm giác như trăn trối điều gì. Lúc đó tôi không biết nó đã gây ra án mạng. Mãi đến chiều tối ngày mùng 1 Tết, ông Nguyễn Ngọc Phát, tổ trưởng tổ an ninh ấp Cây Me, đọc báo mạng phát hiện mới cho tôi hay. Tôi rụng rời tay chân, đọc không hết bài báo, lao về nhà nằm vật vã. Con gái tôi đang học đại học, hay tin cũng suy sụp tinh thần. Nó sợ không dám về ngôi nhà này nữa, hiện nó quyết định tạm nghỉ học. Chồng tôi nói với tôi nhờ luật sư viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân. Nhưng tội con tôi như thế làm sao bào chữa được nữa. Tội nó trời cũng không dung, bà Tê giàn giụa nước mắt nói với phóng viên.
sớm như không có Tết sau vụ 5 người bị sát hại ở Sài Gòn. Mọi năm cứ sáng mùng 1 là vợ chồng thân chinh qua chúc Tết, cười nói vui vẻ lắm. Năm nay cả xóm như không có Tết, cây mai nhà nó nở rộ nhưng người không còn, bà Bảy trầm ngâm. Gần một tuần nay, nhiều người ở các địa phương khác cứ đều đặn đến thắp nhang viếng gia đình 5 người bị sát hại ở quận Bình Tân. Chiều mùng 5 Tết, Sài Gòn tấp nập người trở lại, nhiều người từ quê lên mang theo hương vị của ngày Tết. Thế nhưng, con hẻm 131 đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần tuần nay vẫn chìm trong không khí ảm đạm u uất, tiếng kênh cầu vang vọng. Mai nở rộ nhưng không người ngắm. Gần 18 giờ trời nhá nhem, nhiều người vẫn tập trung khá đông ở trước cửa căn nhà 131/48, nơi có chiếc bàn đặt hoa, trái cây, chén cơm đầy úp ngược, kèm 5 bức di ảnh của người xấu số. Cạnh đó, một ông lão tầm 70 tuổi ngồi gõ mõ, miệng không ngừng đọc kinh cầu cho linh hồn người đã khuất. Đứng cách đó không xa, một phụ nữ chạc 40 tuổi vừa chắp tay vừa khấn. Bà nói, tôi ở quận Bình Tân qua, đang chờ để thắp nén nhang. Từ khi vụ thảm sát xảy ra đến nay, hàng ngày từ sáng đến tối đều có người lui tới mang theo hoa, trái cây để cúng cho các thành viên trong gia đình anh Mai Xuân Chinh, họ ở cùng khu phố, khác quận, thậm chí ở tỉnh ngoài. Trên chiếc bàn thờ tạm có đặt tờ giấy ghi dòng chữ không nhận tiền, thế nhưng khi không có hàng xóm ở đó, những người đến viếng cũng để lại tiền phung điếu để mua nhang đèn cho gia đình mệnh bạc. Đến nay, tro cốt của 5 nạn nhân xấu số đã được người thân đưa về quê, những di ảnh của người xấu số cũng được in để đưa lên bàn thờ cúng sáng mùng 5 Tết. Ban đầu, chỉ tìm được di ảnh của vợ chồng anh Chinh, đến chiều nay mới lục tìm được ảnh của ba đứa nhỏ, chị Trúc, bà con của gia đình nạn nhân nói. Năm ngày nay, bà Trương Thị Bảy, người mà vợ chồng anh Chinh xem như mẹ, đều đặn nấu 4 chén cơm chay và 1 chén cháo dành cho bé gái út đặt lên bàn cúng. Khi bà có việc bận thì hàng xóm khác lại thay bà làm việc này. Bà kể gia đình anh Chinh sống hiền lành, chẳng mắc lòng ai. Bản thân bà coi ba đứa cháu Xuân Triệu, Huyền Diệu, Huyền Diệp như cháu ruột. Vậy nên khi nghe tin bà xỉu lên xỉu xuống, với bà Tết năm nay cũng không có, bánh trái gia đình mua về vẫn để yên đó. Mấy hôm trước thằng Chinh mua cây mai về khoe với tôi là đẹp, giờ cây mai nở rộ nhưng người không còn mà ngắm, bà Bảy thở dài. Cuộc đời có nhiều điều khó lường. Theo lời một người bà con của gia đình nạn nhân, hơn 10 năm qua vợ chồng anh Chinh đều thuê người làm ở quê Thanh Hóa vào, phần lớn đều là người quen biết giới thiệu nên tin tưởng. Nguyễn Hữu Tình là trường hợp duy nhất ở tỉnh ngoài lọt vào. Hàng xóm xung quanh không ai lạ gì với gương mặt của Tình, nhưng tiếp xúc trò chuyện thì hầu như rất ít. Tình vào nhà anh Chinh làm được một thời gian thì bị gãy chân nên nghỉ về quê, hắn vừa lên làm lại được hơn 2 tháng nay. Thật sự không ngạc nhiên khi biết Tình là hung thủ vì chỉ có nó xin ở lại, nhà anh Chinh có chó, ngay đến hàng xóm qua còn ái ngại, mình đi làm công, chủ trả lương, có gì không đúng thì họ nhắc nhở, có gì đâu mà phải ghim hận thù, anh Cung, người hàng xóm gia đình nạn nhân xấu số nói. Anh Cung chia sẻ anh có con gái nhỏ hơn bé Huyền Diệu, con gái út thứ hai của anh Chinh 1 tuổi. Hàng ngày bé Diệu đều qua nhà anh chơi, chiếc camera vẫn còn hình ảnh của các cháu chơi với nhau ngày 12 tháng 2 trước ngày phát hiện sự việc 1-2 ngày. Con gái tôi đang nằm viện, tôi gọi vào báo tin cháu nó khóc, nó bảo từ nay sẽ không còn ai chơi cùng nữa, anh Cung nói. Hơn 19 giờ vẫn còn người ghé lại viếng gia đình anh Chinh, tiếng gõ mõ cầu kinh vẫn vang đều trên con hẻm nhỏ. Lực lượng công an bảo vệ dân phố vẫn túc trực bảo vệ quanh ngôi nhà để chờ các đơn vị nghiệp vụ dựng lại hiện trường. Ngày mai bắt đầu đi làm trở lại, câu chuyện buồn này cũng sẽ dần vơi đi thôi. Ngôi nhà vợ chồng nó chắc cũng sẽ sớm mở lại cho người thân coi ngó. Nhưng tôi ngẫm thấy cuộc đời có nhiều điều khó lường quá. Nhận người vào làm tin tưởng để rồi chính họ lại đoạt mạng cả gia đình mình, người mà vợ chồng anh Chinh xem như mẹ nói. Ngày 15 tháng 2, 30 Tết, 5 người cùng gia đình được phát hiện đã chết từ trước đó trong nhà 131/48 đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Mai Xuân Chinh, 46 tuổi, Mai Thị Hồng, 37 tuổi, vợ anh Chinh và 3 người con, Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi. Trưa mùng 1 Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi, quê ở An Giang, khi đang lẩn trốn tại Long An.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng cho lực lượng này.